Thưa ngài, vài tháng trước đây, trên đường ghé qua, tiến sĩ Dù Dở đã thông báo cho ngài kế hoạch của chúng tôi về việc xuất bản tờ Phasis ra Upcher và đồng thời đã được ngài hứa hợp tác. Vấn đề giờ đây đã được thu xếp đến mức là Paris được chọn làm địa điểm ấn luật và xuất bản ấn phẩm này, con số được ấn hành tháng đầu sẽ phải ra trước cuối tháng 11. Vài ngày nữa tôi sẽ đi Paris xong trước khi đi tôi không thể tiến hành một cuộc đi dạo chơi nhỏ dưới hình thức thư tín đến chỗ ngài, bởi lẽ tôi chưa có điều kiện trực tiếp làm quen với ngài. Ngài là một trong số những cây bút đầu tiên tuyên bố về sự cần thiết phải có sự liên minh khoa học Pháp Đức. Vì vậy, ngài không nghi ngờ gì nữa là một trong số những người đầu tiên sẽ ủng hộ hoạt động nhằm mục đích biến liên minh này thành hiện thực. Vấn đề là ở chỗ có kế hoạch công bố tờ Rô Mỹ Cu một những tác phẩm của các tác giả Đức và Pháp. Những tác giả ưu tú ở Paris đã đồng ý. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu nhận được của ngài. Của ngài viết cho lần xuất bản thứ hai tác phẩm Bản chất của Đạo Cơ Đốc, tôi gần như có thể vững tin đưa ra kết luận rằng ngài nghiên cứu cặn kẽ về Sterling hoặc chí ít cũng có dự định viết thêm một tài liệu gì đó về anh chàng khoác lác ấy. Thật thế, đó sẽ là sự ra mắt tuyệt vời. Như ngài đã biết, Sterling là thành viên thứ 38 của Hiệp bang Đức. Toàn bộ cảnh sát Đức nằm trong sự chi phối của ông ta, điều đó thì bản thân tôi đã có dịp thấy rõ khi tôi là người chủ biên tờ Guinness Day Ung. Số là bản chỉ dẫn kiểm duyệt không để lọt một điều gì nhằm chống lại vị thánh Sterling. Vì vậy, ở Đức chỉ có thể tiến hành phê phán Sterling trong các tập sách có khối lượng dày hơn 21 tờ in, mà những cuốn sách dày hơn 21 tờ in lại không phải là những cuốn sách dành cho nhân dân. Cuốn sách của Cap đáng được hết sức hoan nghênh, nhưng nó lại quá cặn kẽ và trong đó những kết luận lại không đạt vì xa rời. Những tác phẩm như vậy, không được viết về chúng. Người ta hoặc ỉm đi không nói đến chúng, hoặc trừng trị chúng dựa vào vài câu phản bác khinh bỉ đăng trên một số ít ấn phẩm bán chính thức, trong đó có đăng những bài bình luận sách. Bản thân Sterling thì làm ra vẻ như thể không biết gì về sự phê phán đó, và bằng cách tạo ra một vụ ầm ĩ mách lẻo về tài liệu nhảm nhí của ông già Paulus, ông ta đã làm cho người ta không chú ý đến cuốn sách của cặp nữa. Đây là một thủ đoạn ngoại giao tài tình. Còn bây giờ xin ngài hãy hình dung là Sterling sẽ bị vạch mặt ở Paris, trước mắt tất cả các nhà văn pháp. Lòng hiếu danh của ông ta sẽ bị đụng chạm. Chính phủ phổ sẽ bị bẽ mặt một cách hết sức khó chịu, đây sẽ là đòn giáng vào chủ quyền bên ngoài của Sterling mà ông vua hiếu danh ấy lại quý chủ quyền bên ngoài của mình hơn là chủ quyền bên trong. Ngài Sterling thật khôn ngoan biết bao trong việc nhử bẫy người. Năng Lê Lux. Bởi vì T.E. Lê Lux và những người tương tự ông ta vẫn quan niệm Sterling là nhân vật đã đặt chủ nghĩa duy thực lý tính thay vào chỗ chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm. Đã thay tư duy trừu tượng bằng thứ tư duy bằng xương bằng thịt, thay triết học phường hội bằng triết học thế giới. Còn với những người theo chủ nghĩa lãng mạn và theo thuyết thần bí ở Pháp thì Sterling nói, tôi là sự kết hợp triết học và thần học, còn với các nhà duy vật Pháp thì ông ấy nói, tôi là sự kết hợp thể xác với tư tưởng, còn với các người theo chủ nghĩa hoài nghi ở Pháp thì ông ấy nói, tôi là người phá hủy giáo điều, tóm lại, tôi là Sterling. Sterling đã biết kết hợp không những triết học và thần học, mà kết hợp cả triết học và ngoại giao. Ông ta đã làm cho triết học biến thành khoa học ngoại giao tổng hợp, ngoại giao thích dụng cho mọi trường hợp của cuộc sống. Vì thế, sự phê phán Sterling. Sterling là chính sách phổ. Vì vậy ngài sẽ giúp nhiều cho công việc mà chúng tôi đã khởi xướng, và nhất là giúp cho chân lý, nếu như ngài viết một bài nhận định về Sterling ngay lập tức, cho số đầu tiên. Ngài chính là người thích hợp nhất để làm việc đó, vì ngài hoàn toàn trái ngược với Sterling. Tư tưởng chân thành thiếu thời của Sterling, chúng ta phải thừa nhận tất cả những gì tốt đẹp cả ở đối phương của chúng ta, xong để thực hiện tư tưởng ấy thì ông ta đã không có được năng lực nào ngoài trí tưởng tượng, không có nghị lực nào ngoài sự hiếu danh, không có phương cách nào để thúc giục người ta, ngoài thuốc phiện, không có một cơ quan ngôn luận nào, ngoài sự nhạy cảm dễ bị kích động như ở phụ nữ, tư tưởng chân thành thiếu thời ấy của Sterling mà đến nay ở ông ta đã còn lại như một ước mơ viển vông thời niên thiếu, thì đã lại trở thành chân lý, thành hiện thực, thành một. Và một khi hiện thực chống lại sự biếm họa thì sự biếm họa phải tan biến đi như sương mù. Vì vậy tôi coi ngài là đối thủ tất yếu, tự nhiên của Sterling, một đối thủ mà các đấng thiên nhiên và lịch sử đã trao cho sứ mạng ấy. Cuộc đấu tranh của ngài chống ông ta là cuộc đấu tranh của triết học đích thực chống lại triết học giả hiệu. Vì hy vọng rằng ngài sẽ thuận lòng làm việc này cho nên tôi hy vọng vững chắc sẽ nhận được bài viết của ngài. Địa chỉ của tôi, gửi ngài mua ở The Venmiono 23 ở Paris, để chuyển cho tiến sĩ Max. Vợ tôi, còn chưa được quen biết ngài, xin gửi lời chào ngài.
Ngài không hình dung được là có bao nhiêu người hâm mộ ngài trong phái đẹp. Tiến sĩ mặt của ngài,